Hello, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay là một ngày rất là đẹp trời, nên thành ra mình thông báo cho các bạn một tin vui là mình mới nhận một cái quảng cáo của con Thảo Gà, là nó muốn cùng mình làm một màn tròn. Mà có nó đúng là mình một cái clip mình đã suy nghĩ từ lâu rồi mà mình nói gì với mày vậy? Mày đứng im lặng rồi đó, tao chào khán giả coi với mày đi đâu mà không ăn cái mày. Thì hôm nay là thằng Rìu là nó có ý định là nó kêu sao từ ngày nó vô tới giờ là nó kêu là toàn là bị cho ép nó, rồi gia đình nó, rồi vợ nó, rồi nói chung là nó cũng buồn lắm mấy bạn. Là hôm nay là nó có gọi cho mình thì dịp đây. Tao cho hình cái gì vậy? Cứ đứng nói mày. Vậy á. Mà tụi mày lên rồi ấy. Rồi tao coi. Hello các bạn. Mình đây. Thì đây là thằng Rìu khờ nha các bạn. Sao giờ sao? Nó đi đâu đó? Còn chứ cái lẽ mày đang mày hello các bạn mày cũng phải cho đàng hoàng mày anh nghe giờ dài tao nói mày nghe nè, giờ vừa chơi mấy thằng đó hiểu không, nhưng tiền nữa có tiền không, có tiền đây tao nói với mày là tao làm cái gì cũng phải có lợi cho mày. Nhưng mà chơi gì kia mày sàng đây đã, cái đồ của tao, cái đồ ngờ của tao mà mày hỏi như vậy hiểu không, có nghĩa là tao thấy mày khờ khờ ngu ngu nên thành ra thôi tao cũng thương. Giờ 1 triệu tao nhận trước là nó cọc cho tao 1 triệu. Rồi đưa tao cái hợp đồng nè, đây hợp đồng mày cầm đi, mày xè ra mày coi thôi. Mày bấm đơn quá. Mày đọc đi rồi mày lăn tay vô. Cả tiền là đỡ cho tao cái cẩn gì. Mày thấy 10 triệu chưa? Bây giờ sao đưa con 1 triệu à? Ủa chứ bây giờ tao nói mày quảng cáo xong xuôi đâu đó. Đây đây hợp đồng đây. Mày có làm được không? Mày biết đâu, dư sức. Dạ nha, giờ là tao đem đồ ngờ hết rồi, áo quần tao đem xanh hết rồi, hiểu không? Là mày coi như là mày cứ nãy giờ tao bàn với mày, nãy giờ là mày cứ làm y vậy á. Rồi, đợi tao. Thì trong thời gian mà mình chờ Rìu nó lắp mấy cái đồ ngờ lên thì mình gọi cho mấy đầu chày đó nha mấy bạn. Mày có làm được không vậy mày? Mày làm được không? Được. Mày biết cái trắng trắng với lại cái gì không? Mày đọc đúng tao nghe thôi. Mannequin. Mày là can lại cái gì? Ok chưa? Chờ chút tao một tao. Coi cái lạ vậy, cứ làm chút là ăn vậy. Mày ăn được bụi tao, chơi. Mày ăn không? Không mày ăn ơi. Em mua làm cho bố mày. Mày ông nậu tao á. Tiếp tục chơi tiền. Không, tao nếu cần 1 triệu đó mày giữ đi, tao đâu cần 1 triệu của mày. Tao lậm này của tao luôn nha. Thì mày thích thì mày chia tao 500, còn không thì mày cứ giữ đó mày xài. Rồi giang hồ sẽ tắt nó coi mày lụ, tao. Mày điếm, bèm. Mình năm xài bạn năm xài. Được. Giấy rồi hả? Giờ sao? Đã biết làm gì nữa không? Tao ăn hết. Mày treo lên. Tao ăn hết hả? Coi. Ăn uống nếu mà ai đủ thứ gì lạ kỳ vậy. Thôi mà mấy bạn nha. Để coi, mấy bạn có ăn được đâu mà mấy bạn. Thôi mày tắt máy, tao tầm mắt rồi rồi nha. Ủa sao cái bóng mì này cả anh mày. Ở nhà vợ mày nó không cho bóp hay sao vậy? Hay là nó nhỏ quá mà cũng thèm bóp, giờ mày ra đây mày thấy mày mờ. Hầu như mày biết nát gió là gì không Rìu? Láo gì mà. Ê, áo của tao ghê đẹp vậy mày. Chị khỏi cảm ơn, khỏi quảng cáo. Mày mới nhận tiền người ta quảng cáo mày. Mày khỏi lo chuyện đó, chút nữa có tao lo rồi. Chứ hợp đồng mày ấy rồi nha. Đấy. Ê, làm cho đàng hoàng chứ không đền hợp đồng nha mày. Gì đền hợp đồng? Thì mày phải làm quảng cáo, phải làm cái đàng hoàng, cái gì cũng có hợp đồng mày đọc rồi. Mày hiểu không? Mày nhận tiền của hotel mày phải làm cho nó bài bán chứ. Sao mà mày làm? Bách mình tao làm mày. Tao làm rồi ai quay cho mày? Hay là mày mỏi khói muốn vô khung hình rồi khói lên luôn, khói làm idol. Mày có đẹp đâu, giờ áo có đẹp mà mày. Ê, trái đây xịn độ mình cái cũng chuyện. Nhưng mà tao nghĩ mày á là chút nữa nha, mày đừng có mặc chi, mày đem cái áo gì mà cho thằng con mày. Đây là áo nữ ấy mày. Sao mày bệnh dữ mày? Nhưng mà đây là áo nữ ấy nam mà sao cái ngực đùi vậy? Đây là áo gọi là áo freestyle, mày hiểu không? Nam nữ mày đẹp được hết. Mẹ mày dễ đây mày, đẹp mấy dành mùa lạnh đây. Mấy thằng mập như mày á. Láo láo dữ mày. Chứ mày cứ trợn trừng mày hù mấy thằng kia chứ mày hù tao được nè, mày cứ trợn trừng mày tao. Mày có trừng, tao chụp mày. Chung cho tao sợ mày quá. Đủ áo đây là đủ màu mày. Có màu đen. Đấy, màu cà phê sữa. Màu cứt chuột hay lộn. Đâu. Đấy, đẳng cấp chưa? Wow.
look you in the face. I don't wanna have to lie. Now when I look in your eyes, I feel paralyzed. Sao mấy anh kia nãy giờ tao điện nó nãy giờ nó ngồi mày gọi chưa? Nửa tiếng đồng hồ chưa thấy đâu hết mày. Mày gọi lại đi. Hôm nay nha mấy bạn, thì đúng là hôm nay là cũng tới Noel rồi nha các bạn. Noel thì gì đó là trời đúng xe xe lạnh á, nên thành ra là thì nhân dịp hôm nay gần cũng gần tới Noel đó các bạn. Mình team của mình á có liên kết với lại Thảo Gà là có tri ân anh em á, mà fan của anh em tụi mình á, 500 anh em, thì 200 người nhanh nhất vào fanpage á, có gắn đường link dưới mô tả á, 200 bạn nhanh nhất đọc password bàn tang sẽ được giảm 100.000 cho một sản phẩm nha các bạn. Thì mình cũng đây là một cái món quà nhỏ, thì team quốc bàn tang và Thảo Gà cũng gửi đến các bạn, mong các bạn mày, sao cái bốn cái à? Mày nét tao đang quảng cáo mày đi làm vậy? Quảng cáo gì chứ mày làm gì mày lê vậy? Quảng cáo có một người rồi mày cứ vô chơi. Nó nhiều chuyện lắm. Thì đó, thì có đường link đó, thì mình làm mình sẽ gắn cái đường link dưới phần mô tả, thì mình mong các bạn đây là một cái món quà nhỏ, thì team của Quốc Bằng Tan xin dành tới các bạn nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Coi thằng khủng. Mà không biết làm việc đàng hoàng được cái điều. Nhưng bây giờ ta đang hỏi mày sao cái bốn cái là chào tao đâu. Mày mặc đâu có đẹp đâu mà mày. Mày chứ mày giờ mày đang chào giờ mà không tin à? Mà không tin mày lấy cái áo mày mặc thứ mày đẹp không? Sao không đẹp? Áo này bờ. Lần sau mày đừng rú tao tròn mẹ này. Nó vô kìa. Nó vô. Lần sau mày khoi rú tao tròn mẹ này. Nó vô kìa. Nó chưa nghe đâu. Anh đẹp. Sao chỗ đây làm ẩm thực được không? Chào mạnh vô ta. Chào mạnh. Ông quá mà mạnh. Mẹ sao giờ tôi nói với mấy anh em nè, giờ chỗ đó cáo mặt luôn mà biết chị đâu rồi. Trời ơi, vô ôm bữa ai khen nó đẹp á. Rầu. Điên sao mày? Đồ hồ này ra đây bán đồ luôn. Chú chưa nè anh ơi. Bỏ bán đồ này cho ai mua mày? Mua mày bây giờ làm sao mua. Mày không né ra coi. Tôi đang nói với chương trình này, né ra. Giờ cái áo người ta mà sao vậy hở ông Quốc? Không thấy ai. Mấy anh em thấy áo chưa? Ủa sao giếng cái đồ nữ mày? Nữ nam gì mày cũng được. Ê. Chào khán giả ăn cái rồi vô làm gì làm. Tự nhiên bắt tao chào khán giả thì biết gì luôn. Tự nhiên chào khán giả. Mình tôn trọng khán giả. Ê, uống rượu nha. Cái mày sao làm cái gì vậy mày? Mày ơi! Mày thích đâu nào? Thích kêu mày đau luôn á. Bây giờ mày đi máu ra khối mình thích nào nào. Sao bây giờ sao không yếu gì hết vậy? Bây giờ là có 4 cái áo đây. Mới nhận được quảng cáo. Đó. Tôi mới nhận quảng cáo nói chuyện ngu quá Rìu. Mày đỡ tao nói cho. Thấy chưa mày ngu cũng qua rồi á. Là dài nè, tôi nói với anh em thằng Rìu á, nó máu vô tôi rất là ghi nhận là cái năng lực của nó. Nó nhận được một cái quảng cáo. Mà cái điều tôi thiệt cái ông là chú cơ mà ông không bao giờ bằng Rìu. Ông biết điều gì không? Đây, có nghĩa là nó nhận quảng cáo á, mà nó làm việc với giám đốc bên marketing á, là nó kêu coi như là nó kết hợp mình để tri ân fan của mình. Đồ. Vậy nó đánh cắp hơn rồi. Đi nhậu 1.000 không có kết hợp với nhau. Tiền đi nhậu cho tao mà cứ nói về cái chuyện. Mày là nó ngu, nó không bằng mày, mày hiểu không Rìu? Mình không có tiền nhưng mà mình có được sự nổi tiếng. Đúng không Rìu? Đúng rồi. Thì nó tạo nó kêu ngu không bằng mày, nó ngu mày. Đã là mày ngu nhất. Tao ngu gì? Chúng biết mình. Ủa tao có nói Rìu. Đồ mày mày cho nói cho tao. Tao lỡ. Bây giờ quay lại cho đồ chính đi. Bây giờ vậy. Tự nhiên đứng ở đây bán đồ vậy mày ngu dữ mày. Mày ra chợ mày bán chợ ấy đồ cho anh mày quảng cáo sản phẩm được. Đúng rồi Rìu. Nói tiếp đi Rìu. Đây ấy, đây. Bây giờ nhận 4 cái. Sao nữa? Cái đồ. Quảng cáo mà chắc công ty sạc nghiệp luôn. Mày nói sao nữa? Bán đồ nó bán nhiều cái của mình. Bây giờ vậy. Tôi mới nhận gì mày.
Như mày vậy mà đỡ ông nghiếp suốt cuộc đời vậy đó. Mày đường đường là giang tao nè, tao lấy cái đây này tao đập vô đầu tao nói đập mẹ, vô. Tôi thương anh em, tôi nhận bốn cái áo đưa cho bốn anh em mẹ mà mong. Đâu xem anh em người uống áo mày. Em mong cái mẹ. Tính giờ làm giỡn không? Giỡn nữa. Chạy lại dưới mày. Mày quảng cáo sản phẩm lẻ mày. Ủa chứ mơ quay mà chi, quay với những người mặc đồ đẹp chứ quay mà chi. Mà sao mà sao ý tôi là bây giờ dài. Mà đem mình mà sao có bố cáo vậy? Bây giờ dài im ru hết không có giỡn. À tôi im. Im ru hết anh. Em ấy làm món nhậu rồi. Cái đồ mày nói. Điều mà cho cái mày đó nó mâu móc ra hụt luôn rồi. Bây giờ mày nói mà không thuộc bài rồi. Ấy là bây giờ vậy, là em mới nhận quảng cáo bốn cái áo đây. Cho em quảng cáo, ai quảng cáo được thì em đưa tiền. Là em hãy tiền lại đây. Quen. Là thứ hai quảng cáo. Bên trong quảng cáo đây. Bạn rồi tôi ném mẹ cho quảng cáo sao? Vậy đi. Quảng cáo cái gì? Nào mà em mẹ đấy, tôi thiệt. Ngu sao mà? Anh hiểu đâu? Gì ra tiền này? Tôi nói gì cho mấy anh em vô hiểu nè. Giờ là hôm nay á là bộ tại sao có bốn áo? Là cho bốn anh em mặc, anh hiểu không? Bao gồm là cả tôi. Anh em nào mặc áo lên, mặc áo lên rồi nói kiểu đó. Cái thứ nhất là tướng đẹp, đúng không? Cái thứ hai nữa là nói về sản phẩm đẹp thì người đó được thưởng tiền liền. Mẹ mày giống mày bốn anh em. Có nghĩa là thi đúng rồi. Ông đang hiểu á. Vậy khách nào người tao mày, hai mày thiệt cao to cao tao lùng trịch chạy bàn tao mặc sao đẹp. Quen đẹp là cái lão nói. Kêu nói. Em có mặc áo không? Không mẹ tao mặc áo tao tiền. Mấy cái thằng đụng cái chim này nó nói ông nghi mày. Mày nói như con vịt chim mày nó. Mày mày chơi đi ngoài. Lão thằng điên này. Mày điên hay sao vậy? Tự nhiên bữa nay nó mặc nó quan hàng nào quảng cáo. Vậy ấy. Mày mặc cái đàng hoàng cả tâm chứ mày. Thì bây giờ ông mặc vô rồi ông tự nói gì sản phẩm hả? Đầu vải rồi nó làm sao? Cái đây cái ngờ đó. Cái Hugo của ta. Cái này ngờ. Gì cái Hugo là cái gì? Cái trời ơi, tụi tùng nó quảng cáo kìa nè. Nhận tiền người ta đây. Đồ quảng cáo là đánh cắp luôn. Anh chỉ làm một lần duy nhất để chú xem nè. Ok, bắt đầu đẹp không? Rồi, okay, hai, ba. Thì mình... mẹ giờ nói sao cái áo đây? Chất liệu gì? Nói, liệu mày nói. Má, chồng lẻ ông. Anh ấy mẹ. Ông đúng không? Thì, đây là một cái mẫu áo thời trang thu đông nha các bạn. Cái mẫu thời trang này hiện tại đang rất là thịnh hành cho nên là... Đứng đồ khác hay đừng đi. Nó khỏi hình thì chứ sao mà cứ. Nó đang quảng cáo của đứng luôn. Cái mẫu thời trang này là mẫu thời trang thu đông. Mày né luôn rồi. Nó đang rất là thịnh hành. Mày sao kêu né mày? Dạ. Mẹ. Đâu nó lại quân thầy cái triệu mày phát hết mẹ nữa vậy. Bỏ tôi. Và ở trong cái thời gian này các bạn, những ai mà đang yêu nhau, những ai đang cô đơn, chúng ta đều có thể thịnh hành và có thể mua được cái bộ đồ này nha. Sưởi ấm. Yêu nhau rồi vậy. Vậy thôi. Nói chuyện đàng hoàng sao vậy? Mày mà lấy 200 giờ mà cầm cái gì vậy? Bạn nói lại nữa đi. Trả tiền lại. Nói lại tôi đàng hoàng. Cái quân mày cái triệu phát hết mẹ cũng gì anh em nữa mày. Đưa cho nó làm chút đi. Đâu, làm lại đàng hoàng. Quảng cáo, tụi tao quảng cáo đi. Nhồi nhồi, đưa lại quảng cáo lại. Sao mà tôi nói thiệt à, cái đám này làm sao chết rìu nó không nhận nữa mà lần sau mà đừng tao nhận như vậy. Không biết cái giá trị cái hợp đồng quảng cáo bao nhiêu, 10 triệu á. À. Tôi nhận 10 triệu đâu ấy. Mà mẹ 10 triệu đưa 300 bay. Ủa chưa? Ủa rìu nó nhận nó thích. Ủa, đưa vô ai đưa cho. Mày cứ bạn cứ làm tôi không đỡ bạn thiệt thôi. Mẹ tao nghĩ mày mờ ông Quốc Dương Phương gì vậy? Đó không con. Ba anh em mình trẻ đẹp làm cho. Hai ba lại nè. Ông gì mày? Giờ hai ông mày soi chân soi. Đồ nó lọt vô trong ấy kính này. Còn Phương sao cứ đứng ra nói vậy rồi mà cứ đứng sẵn ràng ở trước máy quay vậy? Chết đã mày. Nít ré ra sao cứ vô trong cái máy quay vậy mày, né luôn mày đều. Mày đang tao ngừng nhận mà. Mày ngừng nhận chứ mày đồ quảng cáo hay? Không công nghệ cáo thì mặt sợ dừa ngừng. Trời ơi ông Phương cái lẹ. Quảng cáo mày ông đảo vậy tao chết công ty người tao. Bạn cầm lên bạn nói gì vậy? Đấy, rồi mày kêu nói gì chất lượng sản phẩm đó, đúng không? Hai ba. Né mày bỏ cái chuyện gì? Mấy mẹ cho 100 ngàn đi chỗ khác tao kè nó. Ơi, mẹ. Mấy mẹ. 10 triệu kia. Mấy mẹ được. Lấy tao 2 thằng quý lộn. Rồi nè. Đâu, quan cái bạn. Rồi nó. Dạ, 2, 3. Giờ quý lộn rồi đó. Sao mày? Làm sản phẩm hay tao. Tao xa thêm, tao xa thêm. Coi đồ. Dạy đồ quảng cáo. Mẹ, tao nhận quảng cáo, tao bay cho cái lẹ ra đây. Đồ mẹ cái tim ra tao.
Thôi giờ lần đầu tiên tôi nhận quảng cáo. Mày tám mày quay tụi ông thôi chứ giờ lần đầu tiên nhận quảng cáo. Tao mày quay quen đây, mày quay quen đây. Tao quay đây cho đẹp. Đấy ngược nắng luôn. Tao hai bé. Rồi nói gì? Năm cái xem có cái lọc. Làm cái gì vậy? Đó mày quên. Lần đầu tiên tôi nhận quảng cáo mà cho kiểu gì bay. Xin cam non cai. Đấy. Thì mẫu áo này là áo Thái đến từ một đất nước bạn của chúng ta. Thì đủ rồi mẹ không? Ủa mẹ cần này cục kìa ra. Ôi yêu đi bày tao chơi anh điểm hút gì cái mày đây quên chết rồi để tao hút làm cái rồi làm kèm đây nín. Ủa sao kia đây lấy áo đi đâu lấy bèo bút đem ngẹn đi đâu vậy quên ấy thằng kia kìa chút chơi gì tao bây giờ vậy anh bói cái vườn mặt giỏi luôn mày không đâu tao luôn nhắm lấy mặt vô chạy tao luôn á. Đâu, đôi đồng đây. Anh Phương giải mẹ đi. Giải mẹ đi. Anh Phương mày cái đây. Mẹ bực quần áo vô chung. Ừ. Mày cái nào cao này. Đồ mày gì đi quảng cáo thời trang mà nó gái chân gái tay rồi. Nó ngứa ngang mày. Dưới mày. Kêu nó căng mà. Sao lấy ra vậy mày? Dốt dữ 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 nè quá. Ông mày màu đen này cho nó. Ông mày màu đen ơi. Ông mày màu đen ơi. Tôi mặc với ông mới đẹp. Không. Tao vậy đâu. Mày cắt đi. Ông mày màu đen ơi. Ông mày màu đen ơi. Mày tao màu đen. Đây ra chân tên mày. Mày 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 cái. Đó, cục đế em nhận rồi. Bây giờ là hai tụi ông đứng bên cạnh tôi đó nói gì đồ mẹ cái má nhau vợ cái đây chứ làm gì nữa cái đây đủ mày cái mũ đầu tay thương em ơi áo máu chưa được view dẫn này đủ lâu lắm rồi mới được quýnh ông á thằng riêu quýnh á đồ mày thôi dẹp che nó tôi thiệt máu quảng cáo gì chắc bỡ gì hết chứ làm gì ông mày mặc đồ thằng giống mấy tỉnh tôi có hồ lô bô cô lô dữ vậy đấy thường dân tụi bạn mày cũng được đấy anh đừng nào nào đâu mẹ nậu tụi bay nha rồi quá đẹp vậy đồ mặc đẹp vậy không nhưng mà đỡ coi đào đứng rồi bè bày đứng cho đây bè bày độ phương 42 tuổi bây giờ bè anh em đứng ra đàng hoàng đây hàng này cao đó đứng hai bên tao đứng ở giữa vậy đứng quảng cáo sản phẩm giùm chút đi tí nữa em cho một người 1 triệu đâu nói đi chưa dành ngần đừng ôm tao nô cam sư bạc cai tụi hiền hay sao mày quên cái gì mà nói tiếng vậy hiểu bây giờ tụi nó nghe nè áo dài dữ mày có nghĩa là bây giờ á là mấy cái mày cái áo dài không mấy cái buổi diễn mấy cái buổi mà biểu diễn thời trang á là mình phải đi tết đi lui đúng rồi rồi mấy ông tự bia sản phẩm cô tay lên đó em dặn 1 triệu đưa 300 ngàn quá cái tông ti nếu như mày được người nào được á là sẽ chuyển riêng cho người đó là 3 triệu không hiểu không anh em để làm hết tập ký hợp đồng là 10 triệu mày né ra đâu mày ít nói lại giống như mày hiểu giống như cuộc thi mà mình được đột giải mày Đâu, rồi bây giờ nè khắp lo cái sọc co mấy ông đi chồng cờ ở sau đi xếp hàng chốc đi biểu diễn tài trang rồi xếp hàng ngang rè mơ xếp hàng dọc tập mau rồi tôi kêu 1, 2, 3 là diễn nha 1, 2, 3 diễn sao mẹ tụi ông giống đi khiên hồn vậy vậy bây giờ nói sao né mẹ đấy đúng rồi ok đấy đánh luôn anh em ơi đánh luôn nhà sơn nhìn mình chạy đánh chân chứ quay nhìn mình chạy nhìn mình chạy em ơi đây là cái áo của cái bạn bên gì ở trên hay ai đâu là trên nước nào là nước gà quảng nói ai chứ chicken chicken là gì mày con ghe chicken người ta hỏi cái đồ đây là dài ở nước nào mà kêu tiện chắc cần hàng Thái nha mọi người Thái ơi không cái lạp khăm mà nó đi đâu rồi khi đúng rồi phải hàng Thái không quảng cáo đúng cho đúng mà nó gì đấy quảng cáo kiểu dài hương sản phẩm người ta hết đền chất nha mày vô đâu hai người nhớ nói gì vậy đừng sai cả alo mẹ tao ở tập hình nó đang mặc áo nha chung nó mặc áo trắng từng quát mang tay mặc áo đen nha còn phương mỹ mẹ đây chừng nào mới mặc áo trắng sao được nha trình chiếu rồi không có bình thường anh em diễn tiếp đi cái gì giải mày đưa thêm 100 ngàn nữa cho anh em nè bây giờ anh em nào nhảy đẹp mà đưa thêm 100 á bây giờ nó nói gì khùng giải mấy anh em đưa tiền đi mẹ nó còn 100 ngàn cho anh em tao cho mày đi đâu hết mẹ rồi nãy đưa ông hết mẹ rồi tao tao á mấy sợ đưa 100 ngàn giờ 100 ngàn đây sao alo ông Phương mày áo xám bóp mình ta mèo đi mẹ nói gì cha bóp mình ta đi anh Trung á cứ tao mới đưa tiền thằng nào đấy mày cứ vô mày mình lậm kìa 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 phải kia không gì vậy đây em không phải không phải dừng đi mày nói chi cái gì vậy cái gì vậy mày kêu tao mày áo ngàn thằng nào lấy cho tao không đang lấy tụi nó cậu đồ này hết rồi nha
Đâu đâu, cứ ra thằng nào mình làm thằng đó tao. Đúng rồi. Ê, ra thằng nào đập đó kìa, ngu. Coi chứ vậy. Cái gì vậy? Mày cài người kêu đập tụi tao ấy. Đồ khùng khùng. Đâu á? Mình quảng cáo mày. Còn nếu mày đưa nhiêu sao giờ đưa 200 vậy? Tiền đâu? Cái gì vậy? Mày quảng cáo gì mà kêu người mặc áo cam áo đen rồi. Cứ ra thằng nào mà dọn dẹp đó đi bà. Ôi, mấy ông quay lại chứ sao cứ quần 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 vậy? Hello. Thôi đỡ đỡ, em tụi em cứ đứng đây nha. Vô người ở đây, mấy ông nha. Vô đây. Chứ làm gì kêu người ngoài. Mày có. Cùng mày chẳng ngờ vậy. Quảng cáo mà. Vô đây. Gì đâu mà đàng hoàng. Đâu phải người của tao đâu, người tao đâu về chứ vậy. Tới đây. Cô có cầm cái cây rồi đi nha mày. Cầm cây ai dám không? Làm hết hồn, đồ mày quảng cáo gì mà xấu. Ý là giờ mấy ông là mấy ông trả tiền lại không quảng cáo đúng không? Tao trả này cho tao. Tao mình tao coi mày như thằng bạn. Tao tiền mày anh trả ở đây đó. Em trả đây đó. Tao coi mày như bạn thân mà. Không. Thôi chưa. Vậy vậy. Chứ giờ làm như mày. Ủa mày chứ quảng cáo. Vậy vậy làm được rồi, mày cứ tới mày phải có trách nhiệm á. Còn cái nào nữa ông nào chưa đó. Em nhận vậy. Tạm biệt. Giờ tao nói mày nghe nè. Hợp đồng mày ký rồi. Mẹ anh em nó không làm, là một mình nó phải làm. Thì tao làm tao ăn. Thôi đỡ nó làm anh. Thôi đỡ nó làm anh. Tôi phải tụi ông ngồi đây chứ, coi tôi làm chứ. Vậy là ba tụi ông là chấp nhận là đỡ cho anh điều làm, một mình nó làm nha. Mẹ mày nó kêu người mà. Kêu đàn em quýnh nào mày. Không có kêu đàn em, nhưng mà bây giờ má ông chấp nhận 30 triệu đấy đúng không? Chơi hai thằng nãy đi que mà. Đâu, 10 triệu đấy, tao 5 triệu, mày 5 triệu, mày bỏ mày quay. Rồi, mày quảng cáo đi. Đâu, chơi giờ. Mày mua gì lấy tiền cho đây. Chơi giờ ra nó làm bụng vậy. Nó ra nó kêu đàn em nó rồi ám dục tao. Hai thằng mẹ tụi ông ngồi ở chỗ kìa. Bé, mày chiếu ở đây, tao diễn. Đâu, tao đang quay đây. Đâu. Đâu đấy, tao là bé má ông ngồi đấy. Đẹp á, mày đẹp á. Đâu sao không đâu? Có cái bụng quá đẹp, đúng chú biết bằng tay á. Chưa ở Trung Quốc mà, chú biết Trung Quốc rồi. Đây là màu xám nha mấy bạn. Mà sao mày mặc cái nó đụng mình nó phú luôn con chim mày dễ rìu. Phong cách nó vậy mấy bạn. Hello mấy bạn nha. Áo mình mặc theo phong cách của Thái Lan rồi mấy bạn. Đi mùa đông, mùa nắng, mùa mưa, mùa gió cũng được nha mấy mày bạn. Mày mặc áo đi, khỏi mày quần luôn. Mày nhảy hết đồ dân, rồi dân mà nhà, chơi nhạc đồ dân. Chơi vậy mày làm đi cảnh rồi là ok luôn nha mấy bạn. Coi. Mày quảng cáo cho đàng hoàng, đi cảnh đồ gì mày. Không, đi nói là phong cách áo. Là sao? Hay là màu sao quen nhanh cái nữa. Mặc luôn mày nó. Đây là kiểu phong cách khác nữa nha mấy bạn. Đây, đen xám đâu. Đây là đó, phong cách mình chơi. Rồi mày mua, rồi mày quảng cáo xong rồi là áo quần mày mua ở đâu mày nói mày nhớ không? Hả? Mày mua công ty nào, mày quảng cáo công ty nào? Chicken á. Chicken. Hôm nay công ty công ty gì quên mẹ không? Mày việc mẹ nó thiệt mà riêu. Mày mà nãy nó kêu mình chicken đồ kia luôn. Chưa. Rồi thôi tiếp tiếp cái nữa. Nó là nó đòi ăn quảng cáo một mình nè, nó ôm nó ăn nè. Ba mày nội mẹ. Đây, đây là mấy bạn, đây là màu nâu nha mấy bạn, có hình mặt cừu luôn nha mấy bạn. Màu đó màu xăm riêu kia, màu nâu. Ngu, biết mèo mà mày quảng cáo áo. Màu xăm xanh riêu. Làm cái nữa, sao mẹ luôn, tao cầm luôn. Xong cái này đuối ra mẹ này. Cái ba ông làm tôi làm đó. Chứ mày kêu người ai dám làm mày. Anh ngu gì? Đi. Mấy đàn em nó đứng đâu đây này. Nó dù nó kêu đàn em đồ rồi. Mấy bạn, đó. Mình mèo đây là có mặt cừu luôn nha mấy bạn. Đây, trắng, đen. Màu riêu. Mày cố cái áo vô mày cho mày ngã ngứa luôn. Nóng nóng quá mấy bạn không? Nóng quá nha mấy bạn. Quảng cáo vậy ai mua không? Đó, tôi giờ nhận không? Biết nó nhận quảng cáo cái hãng nào luôn á. Cái hãng gì mày? Mày cố tình nào nữa chứ? Ủa, tình Thái Lan. Chất lượng vậy là rất nha mấy bạn. Vậy coi dạng. Mẹt thấm, siêu thấm nước, thấm bờ nha mấy bạn. Đây. Mẹt siêu thấm nước, nó ngu như bờ người ta trống nước. Đi mẹ. Tao chịu làm giờ bắt mình. Tao thấy nãy giờ mà mặc 4-5 cái tao thấy mà quảng cáo không có rẻ trò trống gì như ở chợ đi lo bán vậy á. Bây giờ sao? Sao cái gì? Đúng. Mày giờ hợp đồng mày ký mà quảng cáo dài tao chết rồi. Bạn em mình thiệt hay đúng không? Quảng cáo rồi. Trời ơi vậy mày đua. Dạ thôi cho nó nghỉ đi. Giờ giờ thôi mày làm lại cho hợp đồng giờ mày ký rồi mà nếu như sao hợp đồng là mày đền tiền ở Rio không? Đây nè. Đồng nữa kìa, chú nó nhận nhiều lắm ở trong đó. Tao nhận 1 triệu đồng. À, thằng Xuân Tháo nè, thằng già pháo cái ầm mẹ mày. Mày sao kìa, mày sao sốc cái gì vậy? Ê, từ mấy anh em bình tĩnh nè, thằng Rìu cái team mình mà làm quảng cáo á, màn Rìu nó nhận nó ký tên rồi á. Làm hợp đồng là 10 triệu mà nếu làm được là đền 100 triệu đồng gấp 10 lần á.
Dạ 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 ai đền tên mình đền đấy. Đây rồi. Thôi mình chính Rìu Đầu Đền. Đúng đó, thằng Rìu Đền đúng không? Mẹ mẹ em ta làm chung với anh tên mẹ mẹ Rìu Đền. Mẹ mày mà tôi tao ngu lắm sao. Mớ vô mà nó đồ qua quyền mấy anh em mình đó. Mày sao đâu cái này cái đền 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 chữ đền mày. Mẹ mày cơn hợp đồng nó kêu mày đọc rầu, mày không đọc hợp đồng mày. Thì bây giờ mày kéo anh em vô mà tự nhiên giờ nó không chịu quảng cáo sao tao biết được. Ủa mày coi tao điện nó chướng tao ra nè. Giờ sao? Thì đó coi thương sao chứ ai đâu biết mày. Mày kêu mấy anh em làm mày chứ. Hợp đồng tao coi. Tao ngu lắm sao. Thôi giờ mày quảng cáo lại đi. Thôi cho tao quảng cáo lại. Rồi mày nhảy rồi coi thương sao được không? Rồi để tao quảng cáo lại nè. Ông đây đây. Quay đây. Quay ra. Mày chú con mà đưa thành rượu. Rồi 2 3. Đó cô nó nhảy nó đi rồi kìa. Mẹ đây. Nhảy đi rồi. Sản phẩm đó chất lượng nha mấy bạn. Luôn. Rất chất lượng nha mấy bạn. Có mấy cái mũ nữa nha mấy bạn. Sao? Bây giờ mày sao? Mày nhận điều em rồi. Ủa mẹ mày tụi tao chết sao mày? Đó điều nó đang trên đó. Đúng rồi. Mày đang trên mày. Điện, ừ, ai, điện thoại. Đi gì à? Mày. Đồ mày á. À? Đi giờ anh em bây giờ. Đi. Mày qua đồ quảng cáo đồ đẹp tụi tao luôn. À giờ tao nói mày vậy á mày nghe được không? Thấy chưa? Thấy chưa? Từ ngay tao nhận mày giao cho ấy tự nhiên nguyên tim mày đưa cho mình điều thành điều nó có biết mày đâu thì mày tan mà nó điện kìa tụi gì đó lũ mẹ như vậy anh em nghe này tao đụng giờ thì mày tao đâu có biết đâu thì bây giờ cái con tao ai nhận được thì miễn sao có quảng cáo như mày thôi chứ nhị đền 100 triệu mày thì không được tao trả lại tiền quảng cáo chứ gì đâu mà mày nói lẻ mày. Mày làm cái mày giấy á, cho mày chết. Mày ê, bữa nay hai mày cái cậu lanh chanh làm 10 triệu đến 100 triệu á. Mày có tiền đền không? Thớ thì anh em nhận. Tao rêu. Tao tao. Đồ mày chết đưa tao. Ăn chứ cái tháp vô đồ. Bây giờ cái hợp đồng của mày mày cầm hay không cầm thì nó cũng có kiện mày à. Mày em mày tao thôi. Thôi bây giờ vậy. Thôi bây giờ mày để lỡ ký tên thôi mày tự làm việc dương theo kè để tao đưa số cho mày mày tự làm việc nha. Đồ mày điên tao biết. Này, tao đây nè. Ủa mấy ông đừng cản tôi. Đừng ở khùng khùng. Ủa mày giờ sao mày má anh em. Không tao biết tao chắc dai rồi á. Đại quảng cáo nhưng mà mày. Mày giang hồ mày kêu đàn em mày làm vô mày làm đi. Đúng rồi kêu đàn em mới đi. Đừng cản. Kêu mười mấy 20 thằng mày làm đi. Ủa mấy chết. Anh em. Anh em vậy. Tao gì à. Thằng Thảo Gà nó xăm gấp 10 lần mày vậy. Dai rồi. Tên. Thôi cho tên tụng gì nữa. Tên. Đù mẹ ở lại má anh em. Anh em. Đù lại làm chút đi. Làm gì. Bên hợp đồng á. Như vậy. Thì hả. Anh hiểu lanh chanh cái mặt chi. Đồ mày làm giùm chút đi. Tao rảnh quá. Đồ tướng là coi bao đây ra đây. Tụi mày tao mới nhận đó 1 triệu mà đền 100 triệu mày. Đứng lại anh em. Chú làm lại chút đi. Bây giờ mày giật mẹ. Mày đang nghĩ mà mày nói với anh như bây giờ mày. Tiền đó ba anh em mình lụm hết đi được. Ờ. Mày tao quảng cáo cho tự nhiên. Tao vậy mày ông quảng cáo tôi không cần luôn. Đồ gì thấu cái này sao nó có được. Mày bị phấn cho tao sao. Má không đi về tôi gọi đàn em tôi. Má không đi đi. Má không quảng cáo tôi đi. Này vô nhà cô tao đi. Cỡ. Mình ở đây luôn. Ngày mai đó đền hợp đồng không có video mày đền mày cũng chết mày bây giờ mà quýnh tụi tao rồi mày sao tao đâu biết giờ mày mày, mày ham mày nhận rồi mày chịu chứ tôi nãy nói chuyện người 500 nữa mày cứu tao giùm chút đi mày làm chủ kênh luôn mày làm chủ kênh được đúng không mày cứu cứu mày gì mày có đàn em mấy trăm thành tôi vậy cái kênh mày cũng mấy ngàn người đang cứu mày cứu tôi đồ mày kêu đàn em mày mấy trăm thành vô làm YouTube luôn mày tao từ đầu mày không có trách tao được tao đưa hợp đồng cho mày ký đàng hoàng mày vô bánh em đủ mày giùm chút đi trời mày nhưng mày cứ đang điên na tiền nhân nó ký hợp đồng nó lấy 100 triệu không mày anh mẹ bạn không mày chọn cái nó ký hợp đồng lấy tiền còn 10 triệu thì thôi mày giờ mày nhận nhiêu tiền mày đưa lại cho anh em tiền mày tao đưa cho mày đó mấy mày nhận gì có 1 triệu bạc à ừ thì sao quảng cáo nó mới đưa anh quảng cáo đây không người 200 anh 200 này rồi cũng ém nữa 200 này lấy đại đi nó đưa thêm nữa mày đưa hết tao 1 triệu nó đưa 1 triệu bây giờ còn 500 mà đây anh 200 nữa nè cái sớm cho mà còn 400 ở đâu 400 ở đâu mày 400 đâu 400 tí mình đưa mình bảo không mình đưa vậy đó mày cái tôi nói mày hả đâu nha anh giúp em chút đi không giúp em chút đi anh giải đâu tiền đâu giúp nó giải đâu đưa tao quảng cáo cái phần của ông có chạy đưa tao chạy đưa tao mày mình chúc kêu đàn em đây còn phần nữa nha không có đàn em bây giờ đồ mày thằng nào muốn đền hay ông muốn gì mày anh quá em tu rồi em bán người giang hồ rồi á bỏ đâu thiệt không thiệt mày người sao đi kêu hai thằng kia nó tấu nó kêu trôi cho mẹ đó anh mẹ đôi làm tí em nói chuyện rồi mẹ vô anh vậy nãy giờ trôi ấy trôi dạ thôi mày mặc áo ra chưa quên ừ mẹ vô anh trôi mày đẹp này trôi rồi đó đây cái đèo đây mày đẹp trôi mình nữa ở đây hả chút luôn ép buộc mày kìa áo này đẹp anh nhân con áo này xấu rồi mày chết mẹ mày với tao anh mẹ đẹp lắm á tôi mẹ đẹp sao cái mẹ ổng vậy ai biểu nãy mày hùng hả chị mày hủ chị mẹ mày có đàn em không không
Em bán ở giang hồ rồi mà. Giang hồ vậy tao biết bé mày đấy chưa đi đâu hết. Rồi, em chấp lên nè. Áo này đẹp hả chưa? Ngon. Hộp ba. Đây. Thôi mày tự nói đi, mày nhậu. Mày tự nói chứ mày. Ừ. Anh quá. Mụ lên. Có mụ nữa. Cho dậy mày. Ủa anh. Sao nói hả vậy? Quảng cáo mấy ông, tôi nói thiệt hả? Quảng mẹ mày. Cái công ty nào mà nó nhờ, nó nhờ tụi ông quảng cáo chứ tôi nó dẹp dẹp công ty luôn mẹ nó. 1 triệu tao quế mày lấy 10 triệu mà đưa 1 triệu à. Nhất là nó dậy đầu chút nữa. Chưa đàn em quấn đây. Không có. Đâu, hai ba, dưới đây mấy anh em. Mày nói đi. Subkebaka kalesaka. Subkebaka. Giờ nói sao, cái ca cũng tháo ghe hay cũng có chiếc kênh. Tháo ghe, cũng tháo ghe. Tháo ghe vậy, nỉ nốt vô chiếc kênh. Mẹ chết ông nậu mày chết chết. Mày đụng mày chết kim mày. Tao đều để yếu đầu đụng mấy lúc. Thì đây là áo của bạn tháo ghe, đó. Nói gì tao biết nói gì mày. Đồ chơi mà mày bận cáo một cúc. Mẹ mày từ từ chứ mà mày. Rồi. Thôi vậy tôi nghĩ chắc thảo gà nó cũng chịu đâu. Quảng cáo dài mà. Nói chung là mình thấy cái áo đây là nó đẹp nha, rất lắm nha các bạn. Nếu như mà mặc mùa đông như mình Noel đó mà đây áo cặp áo bù mặc được không em? Ê xì luôn. Nãy để nói thiệt hay rồi nè. Áo đây là mùa đông này dành cho những bạn nào mà chưa yêu, đang yêu và đã yêu. Như chẳng hạn như chưa yêu như chúng em. Nó đỉnh cấp. Thì chúng ta chỉ có một cặp như này đó. Yêu rất nhau, cùng nhau luôn. Chúng ta dạo phố à. Ok lắm. Khi mà có tiền là chúng ta sẽ nhét vào túi thần kỳ của Doraemon. Điện thoại, điện thoại rồi, bỏ đây rồi. Nhất là mấy bạn trẻ mà tin rằng mình mặc mấy cái đây nó chắc lắm. Còn mà còn chứ, anh quá. Mấy quảng cáo này mà buồn ngu quá luôn á. Rồi á, làm mà mấy bạn nữ mà ngầu xe sau bạn nam là ôm nè. Ấm nữa. Ấm, đó các bạn. Mùa đông đông lạnh. Và cái sản phẩm này mình mà khi mà mình mặc vô nha, mình cảm thấy là nó rất là vừa bạn người này. Dài rất là dày. Đó, là mặc vô là thật sự là cũng thấy người mà nó khác liền, nó thay đổi liền. Rồi, ok. Mày thấy tao nói vậy được không? Ok. Rồi sao? Mày quảng cáo cửa đó. Rồi, mấy ông á là bây giờ bốn ông á là phải đồng thanh nhau nói á là phải là đập bát quốc màn tang. Đỡ mình tri ân fan trong vòng một năm đây để theo dõi và thương yêu anh em tem tụi mình. Thì bây giờ á là bây giờ là bốn anh em mình á là phải đập đồng thanh lên là mình sẽ đập bát quốc màn tang. Đó, vào fanpage á mình đọc tay quốc bằng tang là sẽ được giảm 200 bạn đầu tiên sẽ được giảm 100 ngàn một sản phẩm. Rồi ok nha mấy bạn. Tao biết rồi. Là mua quảng cáo gì là giảm cho em. Nó liên hệ tao với quốc. Cho 200 người nhanh chân nhất. Rồi, 200 người nhanh. Tao quên gì anh dẫn giờ coi lên tỉnh đẹp luôn nha. 200 người. Có những lúc đứng soi gương thấy mặt mình quá độ bình thường, những lúc khác lại soi gương thấy mặt mình thì quá dễ thương. Tại vì sao? Tại sao vậy? Tại vì mình không đủ tự tin, tại vì mình không đủ can đảm, tại vì mình không chịu lẩm nhẩm. Dù biết rằng mình rất đẹp trai, dù biết rằng mình chẳng thua ai, nhưng tại sao mình không dám nói chỉ một câu bày tỏ nỗi lòng, đó là anh biết anh quá đẹp trai. Yeah. Nói nhỏ cho người yêu nghe, em phải tự hào khi em lấy được anh. Nếu lấy mấy người khác đi, chắc chắn gì họ đẹp trai bằng anh. Anh đẹp trai ở tấm lòng, anh là thạch sành không phải lý thông đâu em. Anh đẹp như body, giang anh tròn như thùng phi. Đừng chê anh nha, vì anh tự tin, vì anh bị quá đẹp trai. Anh đẹp trai trên đời có mấy ai. Em đừng lo vì chồng em hơi to. Anh bị to nhưng mà anh có duyên, có sắc em đừng lo lắng. Anh đẹp trai tròn như củ khoai. Anh đẹp trai lòng chung thủy hoài. Anh đẹp trai vì anh quá đẹp trai, đẹp lạ lùng. Rồi thì tao thấy nãy giờ quảng cáo cũng ổn rồi hả? Còn mày mày chơi tao gì mày? Đẹp trai tròn như củ khoai. Anh đẹp trai lòng chung thủy hoài. Anh đẹp trai vì anh quá đẹp trai, đẹp lạ lùng.